Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em một con web mà trước kia mình đã từng review nghe anh em, mà min rút nó tới 500 đót lận. Mình có review được khoảng 3 ngày trước, mình đào 3 ngày là được 115 đót. Anh em muốn rút 100, mình sẽ hướng dẫn anh em rút 115 đót này về luôn anh em. Rất là uy tín. Con web này anh em cứ chơi thôi, vì giá trị đồng đót nó không có giá trị gì nhiên. Nó được xếp hạng 32 trong top tiền ảo anh em. Vì mình kèo này mình chơi mình kiếm tiền cà phê cũng được anh em, chứ cũng không có kèo này cũng tiền không có nhiều, nhưng mà cà phê pháo được. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em luôn, anh em vào list vào ba chữ gạch anh em, anh em bấm vào chữ deposit là chữ tiền gửi anh em, tiếng gì tiếng Anh là deposit, anh em nạp tiền vào, nạp nạp vào rồi rút ra liền anh em. Rồi anh em copy địa chỉ này cho mình anh em, sao chép. Rồi anh em thoát ra đi, anh em vào với chút wallet của mình nè, đồng đó là nó kêu mình nạp tối thiểu là 500 đô ơi 500 đó, nhưng mà mình nạp 500 đó rồi mình rút mới về mới được anh em. Rồi mình sẽ gỡ 500 đó cho ông, dán địa chỉ bắt địa chỉ này vô anh em. Rồi anh em ghi vào 500, chúng ta rồi 500. Năm chục, 500 đó. Rồi anh em bấm nút tiếp theo anh em. Rồi anh em bấm nút gỡ anh em. Phí mạng. Rồi đang xử lý. Anh em chờ chút nha. Rồi anh em vào qua một này đi. Tiền gỡ mình. Rồi anh em vào qua chỗ gạch nha anh em. Ủa sao mình gỡ vào đây ta? Rồi anh em đi vào qua chỗ gạch đi anh em. Anh em bấm vào nút rút tiền nè. Đồng đó ta. À nó chưa cập nhật anh em ơi, chờ chút xíu nữa nó xử lý. Rồi anh em vào đây rút tiền hết trơn tất cả cái đây ra anh em. Rồi anh em sau khi 500 đốt là mình được 615, anh em bắt cái địa chỉ đốt coi coi đem vào, anh em bấm nút rút tiền là nó về anh em. Đây là một cái mẹo để mình rút cái đồng đốt mà khi mình không đủ anh em. Rồi video này có hay thì các bạn hãy like và subscribe ủng hộ mình các bạn. Bạn anh em ủng hộ mình nhiều nhiều đi, mình mới có tiền mình mới tặng cho anh em lại được. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em ha.